Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đại tướng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954 là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Đại tướng và là chính trị gia người Việt Nam. Đồng chí hiện là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng chí Ngô Xuân Lịch sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 1954, quê quán xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10-12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước năm 2006, Thiếu tướng Chính ủy Quân khu 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 12 năm 2007, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Ban Bí thư. Tháng 3 năm 2011, được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 2011, được phong quân hàm Trung tướng lên Thượng tướng. Tháng 10 năm 2015, được phong quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.